các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn về cách khắc phục nguyên nhân smartphone, điện thoại di động của các bạn đang sạc pin vào chậm hoặc là rất chậm hoặc là không vào, thậm chí là khi các bạn cắm sạc vào thì pin của chúng ta còn tụt đi. Khi cái smartphone của các bạn ấy với cái cục pin của các bạn sạc vào chậm có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là do cái ứng dụng nó chạy ngầm ở trong máy, cáp của các bạn bị lỏng lẻo, hoặc là cái pin của các bạn kém chất lượng, không phải hàng chuẩn hay là hàng fake, hoặc là do chính cái thói quen của người sử dụng điện thoại của chúng ta, hàng ngày của chúng ta sạc chậm khiến cái thời gian chờ đợi nó lâu hơn, dễ làm cho người dùng smartphone phải mệt mỏi, mất thời gian và lỡ mất cái công việc của chúng ta. Chính vì vậy, hiểu rõ được cái nguyên nhân sẽ giúp người dùng phần nào hạn chế sự phiền toái này. Thứ nhất là các bạn sẽ kiểm tra được cái dây sạc, là cục sạc cái smartphone của chúng ta. Vấn đề đầu tiên các bạn cần nghĩ đến là do các yếu tố không liên quan tới cái điện thoại, như dây sạc kém, củ sạc có vấn đề, hoặc do nguyên nhân đó chính là nguồn điện yếu. Cáp sạc USB sẽ không ổn định trong trường hợp nhiều người sử dụng, vặn xoắn liên tục, hoặc là nó rơi từ trên cao xuống, hoặc là để ở những nơi có nhiệt độ dao động nó đột ngột, có nghĩa là nhiệt độ nó cao hoặc là thấp quá, hoặc là khi các bạn sử dụng cục sạc hoặc là dây sạc thì các bạn cũng không nên để cái dây sạc của chúng ta sạc. Ví dụ như các bạn sẽ tránh những cách sạc sai lầm, cũng như là chúng ta mang điện thoại vào trong giường của chúng ta và vừa xem điện thoại và vừa sạc, nó cũng thể là nguyên nhân là cái dây sạc của chúng ta hỏng, hoặc là chúng ta hay bị hỏng cái chân sạc. Hoặc là nguyên nhân nữa đó chính là rất là nhiều người sử dụng cái sạc, cục sạc dự phòng, mang dự phòng theo bên người. Rất là có nhiều người vừa sạc điện thoại ở trong túi và cắm cái dây sạc vào, sạc trực tiếp ở trong túi của chúng ta luôn. Như thế thì dây sạc của chúng ta cũng rất hay hỏng khi chúng ta rút ra, rút vào. Khi đó thì nó hay hỏng chân sạc hoặc là hỏng dây sạc. Đó, chính vì vậy ấy, nếu thấy smartphone của bạn sạc vào chậm ấy, trước tiên thì các bạn nên đổi thử dây cáp sạc xem tình hình của máy của chúng ta có được cải thiện hơn hay không. Tiếp sau đó thì các bạn nên đổi cái củ sạc khác, hoặc là dùng hẳn cái củ sạc mới, xem vấn đề nó có được khắc phục hay không. Thì bạn nên có cái thói quen sử dụng cái cục sạc mới khi mua máy điện thoại mới, thay vì các bạn tận dụng cái cục sạc cũ hoặc là của hãng khác, nó không đúng cái nguồn điện hay là nguồn ampe nó vào trong cái thiết bị của chúng ta theo quy định của nhà sản xuất. Nhiều người có thói quen sử dụng cục sạc điện thoại bằng cách cắm trực tiếp vào máy tính. Thực chất đây không phải là cái giải pháp lý tưởng, bởi nó còn phụ thuộc vào cái tuổi đời của máy tính, phụ thuộc vào thời điểm có bao nhiêu cổng cắm máy tính đang được sử dụng. Sử dụng cái nguồn sạc trực tiếp vẫn là giải pháp tốt nhất. Nói cách khác, hãy luôn dùng cái cục sạc mọi lúc có thể. Tiếp theo đó chính là chân sạc có vấn đề. Khi đã loại trừ các yếu tố dây sạc và cục sạc thì bạn nên kiểm tra kỹ xem chân sạc có hiện tượng bất thường nào hay không. Sử dụng cái đèn pin hoặc là đèn flash trên cái điện thoại của chúng ta để kiểm tra cái chân sạc. Làm sạch bụi bặm bám vào đầu của chân sạc. Chú ý là không làm ảnh hưởng tới các thành phần bên trong, có nghĩa là thành phần linh kiện bên trong ở chiếc điện thoại smartphone của chúng ta. Bạn nên sử dụng cái bàn chải đánh răng hoặc là cái dụng cụ vệ sinh chuyên dụng để vệ sinh cái chân sạc, thay vì các bạn dùng cái tăm hoặc là bất cứ cái vật cứng sắt nào hoặc là bằng nhựa nào để cho chúng ta thao tác vệ sinh lên đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng các ứng dụng chạy nền, được dạ? Các ứng dụng chạy nền, ứng dụng chạy ngầm ấy và cái phần mềm nó
ngốn pin thường nó là nguyên nhân chính khiến cái sạc pin nó vào chậm hơn cái thường lệ của chúng ta. Trên tất cả các thiết bị Android và iOS, bạn đều có thể là xác định được cái ứng dụng nó chạy ngầm. Với cái thiết bị như Android, mục này ấy thì nó nằm ở trong phần setting, phần battery, có nghĩa là ở trong phần cài đặt, phần pin. iPhone thì nó sẽ tương tự các ứng dụng nó ngốn nhiều pin nhất được liệt kê ở trong phần setting, phần battery, có nghĩa là phần cài đặt và phần pin. Khi các bạn đã xác định được cái ứng dụng của các bạn ngốn pin thì bạn có thể xóa cái ứng dụng để xem có thể cải thiện được cái tình trạng này hay không. Tiếp theo đó chính là phần pin, pin của các bạn kém chất lượng hoặc là pin của các bạn hàng fake, hàng không chuẩn, loại 1, loại 2. Nếu mà tất cả các bạn kiểm tra trên các bước ở trên mà không có tác dụng ấy thì bạn nên đến lúc này ấy thì bạn nên nghĩ tới là khả năng là thay thế cái pin mới, bởi vì cái pin của chúng ta qua một thời gian sử dụng thì nó cũng đã đến cái tuổi thọ là chúng ta phải thay cái pin mới. Cuối năm 2017 này ấy, Apple bị cái iPhone chỉ trích dữ dội về cái việc là cố tình làm chậm cái iPhone cũ, mặc dù là hãng đã đưa ra cái lý do là sau đó, nhưng không mấy ai nghĩ là công ty này là thật lòng cả. Trên thực tế ấy, thì cho thấy là cái pin lithium ion vốn dùng cho các smartphone hiện nay không được sử dụng được mãi mãi, và khi đạt đến một cái giới hạn sạc nhất định nào đó thì pin sẽ dẫn đến bị chai, bị phồng và kém đi, và khiến quá trình sạc pin thường bị lâu hơn và hết pin nhanh hơn. Tiếp theo nữa đó chính là thói quen sử dụng của chúng ta. Thói quen sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi khiến cái pin smartphone của chúng ta nhanh bị chai. Nếu có thói quen sử dụng lướt Facebook hoặc là lướt web trong lúc mà điện thoại của các bạn đang sạc pin, bạn nên từ bỏ thói quen này càng sớm càng tốt. Bản thân nhà sản xuất cũng khuyến cáo các bạn là không nên lạm dụng smartphone theo kiểu này. Thao tác vừa sạc và vừa dùng khiến cái smartphone của chúng ta nhanh nóng và dẫn đến cái tình trạng là quá nhiệt khiến cái pin của chúng ta hỏng nhanh hơn. Đó là cái thông tin mà các bạn cần phải chú ý, lưu ý khi cái smartphone của chúng ta khi sạc pin vào chậm hoặc là thậm chí sạc pin không vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công.